Hiện tại Giang đang có mặt tại dự án The Group View anh chị khách hàng nhé. Thì đây là dự án The Group View nằm trên trục đường quốc lộ 13. Và hiện nay dự án của chúng ta đã xây lên tới tầng 16 rồi anh chị khách hàng ạ. Công trình xây dựng cực kỳ là nhanh luôn. Thì hôm nay Giang xin cập nhật tiến độ xây dựng cho những anh chị khách hàng nào đã đầu tư tại dự án này để có sự yên tâm hoàn toàn luôn. Và những ai muốn sở hữu một căn hộ tại The Group View, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Thì như anh chị khách hàng biết là những năm gần đây á, Bình Dương có những thay đổi cực kỳ là mạnh luôn. Một số huyện như là huyện Dĩ An nè, huyện Thuận An đã lên thành phố rồi. Và sắp tới đây là huyện Tân Nguyên sẽ lên thành phố luôn. Thì giá trị bất động sản Bình Dương sẽ tăng đột biến trong thời gian gần đây nữa. Nếu anh chị khách hàng nào đầu tư thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Giang sẽ lựa chọn cho anh chị một căn tại dự án The Group View. Bên cạnh đó Giang còn chia sẻ thêm những dự án xung quanh của tỉnh Bình Dương đến cho anh chị khách hàng, để anh chị khách hàng nắm bắt được những thông tin tốt nhất để đầu tư vô những dự án tốt nhất được phát triển trong giai đoạn gần đây. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại những dự án tại tỉnh Bình Dương để mình có những cơ hội đầu tư tốt hơn trong tương lai. Xin chào anh chị khách hàng.